Xin chào toàn thể quý anh chị ạ. Trong video này thì em sẽ giới thiệu anh chị mình một lô đất siêu rẻ quý anh chị ơi. Vị trí đất của mình thì gần với chợ Di An 1 nha quý anh chị nha. Lô đất này cách chợ Di An 1 chỉ tầm khoảng 300m đi bộ thôi quý anh chị ha, rất là gần. Nằm trên mặt tiền đường thông ha. Đó. Lô đất này siêu rẻ anh chị, chỉ có 23,5 triệu một mét vuông thôi. Đấy. Ngang 4,7 m và dài 30m. Rất là đẹp quý anh chị nha. Đó, phía trước màn hình nhỏ anh chị ha. Lô đất trống đúng không quý anh chị? Ở vị trí chính xác nhất là thuộc phường Tân Đông Hiệp và giáp ranh với phường Đông Hòa ha. Ở gần chợ Di An 1 nhất, cách chợ Di An 1 300m anh chị ha. Và từ đây mình di chuyển ra đường Nguyễn Trung Trực thì tầm khoảng 100m quý anh chị. Đây, nếu mình ra đường Nguyễn Trung Trực thì mình theo hướng này. Chỗ này thì chạy thẳng ra là Nguyễn Trung Trực quý anh chị nha. Đường này là đường nhánh ha, hẻm của đường Nguyễn Trung Trực. Ra Nguyễn Trung Trực 100m, ra chợ Di An 1 300m, ra đường Trần Hưng Đạo quý anh chị. Trần Hưng Đạo thì tầm 500m anh chị nha. Đó, đường này này, mình chạy thẳng. Chạy thẳng quý anh chị nha, đường ô tô quý anh chị nha. Đường này tầm 5m ha, đường thông, hẻm thông. Đấy, thì lô đất của mình rất là đẹp, giá rất là rẻ anh chị ơi. Chỉ có 23,5 triệu một mét vuông thôi. Lô này tổng là 140m2, 140m2 anh chị. Ngang 4,7 m rất là đẹp nha, dài 30 nha. Đấy, tổng là 140m, thổ cư 70m. Giá là 3,3 tỷ, tính ra nó chỉ có 23,5 triệu một mét vuông thôi. Đấy, rất là đẹp. Hướng này mình ra đường Trần Quang Khải quý anh chị, hướng này ha. Đó. Đường trước nhà đường thông anh chị nha. Hướng bên này thì nó nhỏ, đường bên này nhỏ hơn một xíu. Còn hướng mà ra Nguyễn Trung Trực thì nó lớn hơn quý anh chị nha, đường ô tô, đường này đường ô tô anh chị. Đây em vào trong đất em quay cho anh chị mình xem, đất đẹp nha. Đấy. Ở đây thì xây dựng tự do thoải mái, đất thì hiện tại đang để trống thôi ha. Ở đây hàng xóm có phơi một số cái đồ nhỏ nhỏ đấy thôi ha. Đó. Sâu thẳng vào trong đó đó quý anh chị, trong cái tường đỏ đỏ trong đó ha. Ngang 4,7 m, dài 30. Hướng đông, chính đông luôn, lô này chính đông. Chính đông phù hợp các anh chị Đông Tứ Trạch ạ. Lô này xây dựng tự do thoải mái, sổ hồng riêng ha, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Đấy, hỗ trợ ngân hàng 60-70% cho quý anh chị mình. Đường trước nhà cũng rất là ok, đường trước đất rất là ok. Đường hẻm ô tô. Đấy. Căn này 3,3 tỷ, 140m. Hướng đông, ngang 4,7 m, dài 30, gần chợ Di An 1, gần đường Nguyễn Trung Trực, gần đường Trần Hưng Đạo. Đấy, thuộc phường Tân Đông Hiệp nhưng mà giáp ranh với phường Đông Hòa. Kế bên chợ Di An 1, đó, vị trí rất là đẹp anh chị nha, kế bên chợ nha. Giá chỉ có 23,5 triệu một mét vuông thôi. Đấy, tính ra tổng tiền là 3,3 tỷ đó. Thương lượng chính chủ anh chị nha, sổ hồng riêng ha, công chứng ngay. Đó. Bên em chuyên bất động sản thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Anh chị mình có nhu cầu bất động sản thì liên hệ trực tiếp cho bên em ha, mua bán và ký gửi nha anh chị. Em xin cảm ơn ạ.